Quý vị thân mến, con bồ củi là một loài côn trùng thường sống trong những cái cây gỗ, đặc biệt là gỗ mục. Thật bất ngờ, nó lại là một cái vị thuốc có tác dụng điều trị liệt dương, tăng cường sinh lực, giúp quý ông thăng hoa trong tình yêu, được mệnh danh là vị thuốc quý. Một người khỏe, hai người vui. Con vật này có tên gọi là con bồ củi bởi cái đầu của nó rất cứng. Khi bị giữ, cái đầu của nó liên tục bổ mạnh xuống đất. Như thế một người đang bồ củi, khi bị lật ngửa thì nó dùng cái đầu này để bật mạnh, đẩy người bay lên khoảng 35cm để thoát khỏi cái trạng thái nằm ngửa. Ngoài cái tên gọi bồ củi thì một số cái tỉnh Nam Bộ còn gọi với cái tên là bừa củi. Loài này thì thuộc bộ bọ cánh cứng. Con bồ củi có ở khắp các vùng miền trên cả nước, nhiều nhất ở các tỉnh có nhiều đồi núi, nhất là ở những nơi có nhiều cái cây gỗ lớn như là cây ô môn. Và con bồ củi này nó sống trong các cái cây gỗ mục, cây gỗ chết rất nhiều, bởi đây là cái thức ăn của chúng. Có nhiều nơi chỉ cần bổ một cây thân mục ra là có thể kiếm được hàng trăm con bồ củi. Và cách chế biến thì chúng ta chú ý, cái con vật này chúng ta đem về rửa sạch, đổ thêm rượu vào cho con vật say rượu mà chết, sau đó là gạn hết rượu rồi đem rang thơm trên chảo là được. Con bồ củi sau khi được rang thơm, tùy vào cái mục đích sử dụng, có thể dùng ngâm rượu hoặc là tán thành dạng bột để uống. Còn về công dụng thì theo cái kinh nghiệm dân gian thì con bồ củi có một số tác dụng như sau, như là bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý, kéo dài cái thời gian quan hệ, mạnh gân cốt, giảm đau nhức xương khớp. Và có hai cái cách dùng bồ củi là ngâm rượu và sắc uống. Và cách dùng cụ thể như sau: thứ nhất là dùng ngâm rượu độc vị bồ củi. Cứ 100 con bồ củi đã rang vàng, ta ngâm với khoảng 2 lít rượu 40 độ, ngâm trong cái thời gian 3 tháng trở lên là dùng được. Mỗi ngày bạn nên sử dụng từ 3 đến 4 ly rượu bồ củi trong các bữa ăn, cũng không nên sử dụng quá nhiều trong một ngày. Rượu bồ củi cũng như mưa dầm thấm lâu vậy, rượu chỉ có tác dụng khi bạn kiên trì dùng trong cái thời gian từ 2 tháng trở lên. Và cái cách tiếp theo là cách ngâm rượu kết hợp với các cái vị thuốc, thì chúng ta sẽ dùng 100 con bồ củi rang vàng, thiên liên kiện 300g, đẳng sâm 300g, sâm cau 300g, ngâm với khoảng 4 lít rượu, thì ngâm trong cái thời gian 3 tháng trở lên là có thể dùng được. Và cách dùng để uống là, và nếu chúng ta không dùng được rượu thì bạn có thể dùng theo cách sau, thì lấy 100 con bồ củi rang vàng tán thành dạng bột mịn. Cái này chúng ta có thể là dùng cái máy xay, máy nghiền để chúng ta tán, thì mỗi ngày dùng từ 1 đến 2 gram bột bồ củi, khoảng từ 1 đến 2 thìa cà phê nhỏ, uống với nước ấm. Còn nói đến cái mùi vị thì chúng ta thấy là rượu bồ củi có cái mùi vị thơm nhẹ, vị ngậy ngậy, uống rất thích, đặc biệt là khi được ngâm chung với các cái vị thuốc bổ. Đối với bột bồ củi thì cũng rất dễ sử dụng bởi có mùi thơm ngậy, bạn có thể chiêu với nước ấm hoặc là rượu để dùng hàng ngày. Quý anh chị thân mến, như vậy trên đây đấy chính là cái những cái thông tin về con bồ củi. Đây là một loại thuốc quý điều trị sinh lý xuất tinh sớm ở nam giới, và cái tác dụng, cách dùng, cách để chúng ta ngâm rượu. Và cũng rất mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những cái kiến thức bổ ích trong cuộc sống. Và nếu có bất kỳ băn khoăn thắc mắc thì quý anh chị có thể để lại lời bình luận bên dưới của video, và ban biên tập sẽ phản hồi lại quý vị trong cái thời gian sớm nhất. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.